Chào các bạn, hôm nay mình đang ở thành phố Oakville của Ontario, thành phố xinh đẹp với 214.000 dân, nằm trên đường từ Burlington tới Mississauga. Theo cao tốc QEW đến Trafalgar thì mình exit. Mình đang ghé một cái McDonald's để mua cà phê uống và đồng thời check cái đường đi ra công viên bờ hồ để chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn ở Ontario từ thành phố Oakville xinh đẹp này các bạn nha. Nào chúng ta cùng đi. Hi everyone, today we are staying in Oakville City. I want to say everyone about this night of Oakville. Now, let's go. Một ngã tư tại thành phố Oakville. One intersection in mình đã đến lecture của Oakville rồi các bạn. Phía trước mình là một cái câu lạc bộ. Lecture xinh đẹp thật các bạn ha. Lối vào của công viên Oakville Historical Society. À, một cái câu lạc bộ bowling của Oakville. Bên dưới là một cái bến du thuyền các bạn. That's a marina. Bắc chúng ta, trước mặt chúng ta là một cái sân tennis, mọi người đang chơi tennis. Rồi đây là ngày thật, các bạn ạ. Kính sân đó các bạn ạ. Thành phố Oakville trước mặt chúng ta. Oakville City á. Và phần đó là đây là hình ảnh của những người thuộc giới thượng lưu ở Canada đây các bạn. Những chiếc du thuyền đang đậu trong bến. This city is considered as a city just only for the rich people. Theo cổng này, các du thuyền, cano của mọi người và những trò chơi nước sẽ từ đây ra bờ hồ để thưởng thức. Gió từ hồ thổi vào rất là mát. The wind from the lake is very cold. Follow this way through the gate. The sailboats and canoes can go out to lake. Oakville is very nice, everyone. Okay.
Đây là một chiếc cano của lực lượng cứu hộ sẽ giúp mọi người khi có vấn đề nguy hiểm xảy ra. This is a rescue canoe. This is ready to help everyone if they need it anytime. Chúng ta cùng nhau ra cầu tàu mọi người nha. Từ ở đây thì góc nhìn của chúng ta sẽ rộng hơn và quang cảnh sẽ đẹp hơn. Now, where are we going to go to beer from here? Can I look and see the view larger and more beautiful? Ở phía xa xa kia là downtown của Toronto các bạn. On the far west, that's the downtown of Toronto. Metropolis. Nắng đã lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hồ tạo thành một quầng sáng rất đẹp. The sun is rise up more. The sun shine right on the water, make it very beautiful. Du khách ra khơi. One cruiser go to the lake. Trên mặt hồ, những chú vịt xinh xắn, những nàng thiên nga kiêu sa đang lượn lờ trên mặt hồ
on the face of land. Ducks and whales are floating. Du khách cũng đã đến đây đông hơn. Vì thế, những chiếc du thuyền, những chiếc thuyền buồm cũng ra khơi nhiều hơn. Now, tourists are coming. So, the sideboards and the canoes go out more much. Nhìn vào hướng bờ, đó là thành phố Oakview, rợp bóng cây xanh và những ngôi nhà xinh đẹp. Look back the shore, that is the Oakview city, with a lot of trees and a nice house. Thank you.
hồ bây giờ rực rỡ thêm với những màu sắc của cánh buồm. The landscape here now is more the color from the sail. Trên công viên, mọi người cũng đến thưởng ngoạn đông hơn. Trên các đường mòn, những du khách đang tản bộ dưới những bóng cây rợp mát, đón gió từ mặt hồ thổi vào. In the park, there are more people is coming here. Everyone walking on the trail and enjoy with the wind from the lake. Một ngôi nhà rất đẹp trên một con đồi nhỏ được dùng làm nơi lưu trữ những dấu tích của thành phố xinh đẹp này. On a nice house. Dạ, đã trưa rồi. On a hill. Chúng ta cùng nhau trở về nhà các bạn nhé. Here now the people keep on most noon now. We are going home. Of history everyone. Of the this city. Tạm biệt thành phố Oakville xinh đẹp. Chúng ta chia tay nhau tại đây mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Chúc mọi người và các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bye bye Oakville City. Everyone, we say to bye bye here and see you again next video. Hope you are always happy and fine.